Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bí Kíp Vàng. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Sau những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi thì chắc hẳn rằng là quý vị cũng sẽ có những khoảng thời gian để gặp gỡ bạn bè. Và hôm nay thì ST cũng sẽ hẹn bạn bè đến đây để cùng với mình có một bữa tiệc tối trong giữa tuần ha. Và hôm nay ST đang rất là mong chờ Uka cũng như là Dương Lâm cũng như là một khách đặc biệt nữa đến đây để cùng với ST làm một buổi tiệc tối tuyệt vời ạ. Nhưng mà hiện tại thì không biết là mọi người đang đến đâu rồi ạ. Alo ạ. Tiếng tôi vang rừng núi. Sao không ai trả lời? Tôi trả lời rồi đây ạ. Mở cửa ra. Hey. Sao vậy ạ? Alo? Có con chim cúng cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, đẹp trong rừng, kiếm trong rừng, chiếc căng biêu, chiếc căng biêu theo chí hồng, theo gió cuốn bay về đây, leo lên cây. Theo chí hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Lên trên tay bắt học rồi đó. Chán ghê. Tại vì ST làm em bị sướng bắt đầu. Có thật sự là một nhóm nhạc không ạ? Thật sự chúng tôi định vô là ngọt luôn đó. Đúng rồi. Tụi tôi tập ở ngoài đó, tự nhiên bạn chọt vô tụi tôi mới lục đục đó. Thì tại vì hai bạn tập với nhau chứ đâu có tập với tôi đâu, nên sao tôi biết được cái điểm này. Mà không có phối hợp như vậy. Chán trường ghê. Thật sự không giấu vẻ ti thì tôi là với Buka mới lên Tây Bắc để mà tấu hề vui nhộn. Vui nhộn lắm hả? Ê, tụi tôi tấu kêu quá trời mắc cười luôn. Cái bà con mới tặng cho tôi những món quà ở Tây Bắc. À là đây đúng không ạ? Đúng rồi. Một cái giỏ này là của cô bé và khăn đỏ đem đến cho bà ngoại đúng không? Không, bình thường thôi, không có cô bé nào ở đây chứ. Đây là hạt mắc khén. Mắc khén. Khén này đến từ Tây Bắc hả? Đúng rồi. Đúng. Cái gia vị rất là đặc biệt đến từ Tây Bắc luôn. Thì bà con chỉ tặng như đó thôi. Tôi mới hỏi là bà con ơi, còn cái gia vị gì để tặng được người bạn của tôi ở dưới đây hay không? Thì bà con mới hỏi là cái người đã có tóc hay không mà hất dữ vậy? Thì đó, cũng là vậy đó. Ừ. Thì bà con hỏi là cái người đó tính tình sao? Thì hay giận hay dội. Chính vậy bà con tặng hột dội nè. Đó. Hột dội. Hạt dội. Hạt dội. Hạt dội. À, những cái nguyên liệu này thì mình nấu với cái gì nó sẽ ngon nhất ta? Thì thường là mình ướp. Ăn chậm chéo chưa? Ăn rồi, ăn đó. Rồi, chậm chéo. Là chậm chéo gì đó là phải có cái này, nó cái hương vị đặc biệt, nó giống cái hột tiêu của mình vậy đó. Ôi, nó thơm lắm nè, thử coi. Cái này nấu thịt gà cũng ngon. Ủa, nó thơm bây giờ mình có thực vật rồi. Mình cần có những cái động vật để mình hòa quyện là một món ăn tươi ngon. Vậy hả? Dạ, anh có con trời gì ơi, không? Chán ghê á. Ôi như con chicken bằng nhựa, một thứ chicken thật xinh xắn. Nghe lạ không, nghe lạ không? Một con gì, một cái gì hết chicken. Vậy? Chicken. Chicken bằng nhựa. Bài hay là con búp bê bằng nhựa, hay là con chicken bằng nhựa là con gà đó. Là gà này gà nhựa hay sao? Gà thiệt. Trời đất ơi, nghe có thật vật rồi. Đem con động vật qua đây. Thả hai con chim ra. Thả diều hay gì mà có dây vậy? Đâu? Thả diều nó chạy nên dắt theo. Ở nhà nuôi như con bé gì đó. Cưng chị. Trời, thấy thương quá. Dễ thương quá vậy. Dễ thương không? Ê, vậy là mình có thực vật và động vật luôn rồi nè. Trời ơi. Ồ, dạo gần đây nghe nói Khương đang kinh doanh cái dòng gọi là chân gà xả tắc đúng không? Đúng rồi, cho nên ngày hôm nay dư hai con gà đem qua tặng cho mọi người ăn. Nhưng mà có lấy lại cái chân không ạ? Chú xích cho xin lại cặp chân nha. Một chân thôi, còn cho hai con gà. Hay quá. Vậy bây giờ mình có gà nè, có hạt dổi, có hạt mắc khén. Mà chúng ta lại sum hợp bên nhau nữa. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một bữa ăn tối thật tuyệt vời. Với gà và mắc khén. Và hạt dổi. Hạt dổi luôn. Còn chần chừ gì nữa? Đi thôi. Đã tôi chụp vô rồi nè đó. Ừ. Còn chân chơi gì nữa? Còn chân chơi nữa, chuyện gì khó đã có. Bí kíp ba. Wow. Nói thương là nhà nấu ăn giỏi đúng không? Mà là thiếu chút xíu về ẩm thực. Xạo quá, bạn mở 3-4 cái nhà hàng. Có đâu mà cái quán nhỏ thôi à, vậy hả? Gì? Bây giờ còn hoạt động hay không? Không à. Wow, chúc mừng à. Ủa? Ủa sao chúc mừng à? Là vui hả? Có phải là vui à? Mà sao còn chơi à? Mà sao còn chơi à? Đại quý á.
chứ nghe cũng sợ nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái gì ở đây ạ? Rồi thôi thì nãy giờ cũng thả hai con gà vô, thì bây giờ mình cũng thả nó đi rồi, đi vô đây. Đó, wow. Thả hai con bây giờ đã làm sạch sẽ hết trơn rồi. Bây giờ mọi người chỉ cần chế biến gọi là nêm gia vị rồi bắt đầu mình thao tác gọi là nấu thôi là sẽ có ngay hai món ăn mới. Hay quá Phương ơi. Đó. Thường á là đến với cái kiếp vàng á là chị nấu chị mệt mỏi lắm. Chị mệt mỏi chị ăn. Chị ăn mới quen mới khỏe đúng không? Đúng rồi, bây giờ chị muốn ăn thôi. Hôm nay sẽ cho chị ăn. Mà trước khi chị ăn chị phải làm, mà trước khi chị ăn chị phải làm. Hôm nay sẽ làm cái vai trò là hướng dẫn ba người làm, chị không còn làm nữa. Không, bạn phải làm, em phải làm. Chị không cần hướng dẫn nữa, em làm đi. Không, mình phải tự làm để biết cái gia vị của mình tự chế biến nó ngon hay không. Chị làm hoài, chị mệt rồi. Chị làm món này chưa? Món mới nha. Chưa. Là gà là cứ luộc, cứ kho bình thường nha. Món này món gì? Giới thiệu tên. Món này nha, là làm gà nướng Tây Bắc. Nghe là thấy lạ chưa? Nghe là thấy lạ rồi đó. Món thứ hai nha. Có cơm lam được không? Trời ơi, có cơm lam được đó. Chúng ta mua thêm đi. Mua thêm cái ống kèm để cơm lam. Tí nữa tôi order đó. Không à. Không, cái món này gọi là mình ăn cơm nhà cũng rất ngon. Mà ăn không là rất ngon là nó là gà nướng Tây Bắc. Những cái gia vị trong đây nè là nó gọi là thuộc gọi là chuyên về vùng Tây Bắc mới có thôi. Kéo đồ này kia, những cái hạt này hạt kia đó. Cái gì nuốt, mấy cái hạt đang cũng được đừng nuốt. Ủa chứ sao đây là gà, ăn gà thôi. Cái hạt làm thơm mùi lên. Cái món thứ hai sẽ là ức gà nướng áp chảo. Ăn với lại sốt quế. Sốt quế là ở quế hả? Không, sốt quế là cái cây quế đó, cái bông quế này nha. Qua hồi qua quế rồi đó. Cái này hồi thì đó là những cái trái á. Cái nè hồi với quế đó, kia đó. Mình quế sẽ làm nữa, quế cái sốt. Đúng rồi, mình sẽ làm thành cái sốt để mình ăn chung với ức gà áp chảo. Ôi bữa nay cô giáo dạy nhiều quá, cô giáo dạy nhanh quá. Không phải được gọi là cô giáo, em gọi là chỉ là gọi là giảng viên. Không có giảng viên, cô đầu bếp. Vẫn cô đầu bếp là cô đầu bếp là cô, là đăng Facebook là thề là không bao giờ giả gái nữa, bây giờ tâm lý vẫn là cô. Tại vì nấu ăn thì phụ nữ sẽ làm ngon nha đàn ông, cho nên mình nghĩ là sao dám ừ. Sao dám thì vô tâm lý của cô đi cho nó mượt mà, tại vì chỉ cắt ngang em mới chắc á. Anh có giả không? Không thôi được. Nhưng mà nói vậy mấy anh đầu bếp buồn. Không, thật ra là món này chỉ cần gọi là biết công thức thôi, ai cũng phải chế biến. Nói quá nhiều, bây giờ vừa làm vừa nói. Bây giờ đơn giản nha, đeo bao tay vô giùm Khương đi. Xem. Mỗi người hai cái, đeo vô hết. Đây, mỗi người hai cái bao tay. Đeo vô là bị hurt hay sao? Vô mỗi người hai cái nha. Rồi. Rồi mình chỉ hướng dẫn mình đeo một cái. Ủa? Rồi Khương cái bài. Mời Khương. Bây giờ á mà món dễ trước đi ha. Rồi. Rồi mình sẽ dùng cái những cái nguyên liệu đầu tiên ha. Đây là hạt gì đố mọi người húp đầu mọi người có nói. Ôi. Dùng hạt giỏi nha. Rồi mình đâm vào, mình đâm chỉ cần vài hạt thôi. Rồi, đâm nhẹ thôi. Đâm cho nát hạt ra chứ đừng đâm mất hạt luôn. Rồi đâm cái thứ hai. Hạt gì? Hạt gì? Đúng rồi, đâm cho nhuyễn đi. Wow. Đâm cho nhuyễn đi. Thơm quá đâu kìa. Đúng rồi, đâm cho nhuyễn nha. Tiếng chạy vào sốc bông bò á. Rồi, gia vị thứ ba mình sẽ làm đó chính là hành tím. Bỏ một chút xíu hành tím. Wow. Trời ơi, chuyên nghiệp quá. Rồi, nhảy đi à, cú sạp đi à. Một chút xíu hành tím. Bỏ vô vừa thôi. Mình sẽ thêm xả nha. Rồi, mình sẽ thêm xả đây là xả này được xay nhuyễn nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng chút xíu dầu. Đây, một chút xíu dầu, khoảng một muỗng thôi nha mọi người. Ấy chà, dần đều đã đều, mình đã đều. Đâm rồi, dầu không cần đâm, mình chỉ trộn đều lên thôi. Rồi trước khi mà cái gia vị cuối cùng mình sẽ sử dụng một ít mật ong. Wow, giỏi quá. Cho cái gia vị của mình sẽ thấm đều hơn, cái nước sốt mình sẽ rất là ngon. Thơm quá. Rồi xong. Rồi, nhanh vậy hả? Chúng ta sẽ trộn đều đây. Tôi sẽ dùng, mình sẽ dùng bao tay mình trộn nha, tại vì gia đình mình ăn đông người chứ không phải một mình ăn có thể tự trộn bằng cái tay được. Rồi trộn đều lên. Rồi sau đó mình sẽ ướp lên con gà. Đây. Wow. Đây ướp thì để bao tay vô và vỗ lên con người con massage. Gà. Massage. Rồi massage đi. Massage lên người con gà, vỗ nhẹ vuốt móng tay móng chân, xoa bóp cho nó, bóp bằng tay, không có bóp rượu cho nó nha. Rồi để cho bé một liệu trình nha. Cho bé một liệu trình massage giùm mình. Full body nha. Liệu trình 30 phút nha. Nếu không thì mình sẽ thêm tay một xíu nữa gia vị bỏ vào. Rồi chị ơi, mình có thể bóp phần dưới nó ở trên chị nha. Chị nè, đâu có làm. ST đang làm tự nhiên kêu chị thôi. Bây giờ ST có thể làm phần trên và làm luôn phần dưới luôn. Có nghĩa là mình bóp ở dưới, chứ nó ăn cái phần da nó thấm, ở dưới bụng nó không thấm.
Rồi trước khi mình bắt đầu món thứ hai, mình sẽ cho món thứ nhất lên lò nướng đi. Rồi xong liệu trình, bóp cho thấm hết nha, vỗ nhẹ nha. Rồi mình sẽ để con gà lên mình nướng, để chút xíu trong lúc mình chờ món thứ hai, món thứ nhất sẽ chín. Nướng ngửa trước, cái phần này nó sẽ rất là dày, mình nướng cho phần này chín trước, phần này bên trong rất là dễ chín. À mình cần xỏ cây đồ không thầy? Không cần đâu, mình nướng ngửa ra trước, tao mới vừa nói xong cái thật sự là hiểu không trước. Rồi là có nghĩa là nướng cái lưng trước, cái lưng. Wow. Chịu đựng được sóng gió nướng trước. Quá trời bự quá. Dù cho ai có xô bạn té đi nữa, bạn cũng phải hạ cánh bằng lưng. Đúng, để có thể ngồi vậy cho dễ. Rồi tuyệt vời. Muốn hạ cánh bằng lưng không? Tôi thấy hạ bụng dễ đứng lên mà ta. Vậy thì nó sẽ dễ đứng lên vậy đó. Cái quan điểm của chị Buka là hạ cánh bằng lưng, còn vậy thì sao mình đứng được? Có nghĩa là mặt anh không bao giờ cúi xuống đất, mặt anh không phải ngước lên trời để bật dậy, mặt anh không phải ngước lên trời để bật dậy. Đúng không? Rồi mình qua món thứ hai nha. Bây giờ món thứ hai mình sẽ là ức gà. Đây là mình phải sử dụng cái phần ức gà nha. Ức gà nướng ức gà áp chảo. Bây giờ trước khi chế biến á, mình sẽ là làm gia vị sau đi ha. Mình sẽ luộc rau trước, luộc ít thôi, có nghĩa ít lửa thôi, luộc nhanh nha. Rồi xong rồi nha. Rồi có luộc rau đâu, một chút xíu gọi là cải thìa bỏ vô. Chị lật rau rồi luộc, em lâu lật rồi á. Chị lật rau rồi luộc. Chị lật rau rồi luộc. Rồi trong lúc mình chờ sôi á thì thôi vừa thôi nha, đừng có để chín quá nha, chín quá nó sẽ bị chín dục luôn á. Dục luôn hả? Rụt chứ. Rụt á, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng chảo, lao dùng khương cái chảo đi. Rồi ok, em cảm ơn Ti. Bình thường em làm anh không phụ năng nổ vậy. Hôm nay có cô giáo tới. Rồi sao nữa cô giáo? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một miếng dầu, khi mà chảo nóng nha, hãy bỏ dầu vô. Nóng chưa, chảo còn ướt nè, là nó sẽ nổ dầu, nó sẽ nổ nước nè. Nóng rồi, nóng rồi thầy. Cô á. Cô hả thầy? Cô. Thì thầy cô thầy cũng được đó. Mà khoái kêu thầy kêu cô. Cô. Rồi, đừng có cầm, đừng có nhấc chảo lên vậy, nó phật lên mặt của cô á. Cô ra dẻ quá. Rồi xong, thêm một miếng bột ngũ vị. Ít thì nó thơm, nhiều đường, quá. Đường vàng hả thầy? Đúng rồi, đường vàng nha. Đừng có nhiều cái gia vị của nó sẽ bị hăng. Đường vàng nó lên đây nó thành nước màu không? Không sao. Rồi sau đó mình sẽ chế một chút xíu nước mắm nha. Mắm ngon đúng không? Rồi đó. Wow. Vừa phải thôi, tại vì mình chỉ sử dụng 2 miếng ức gà và một chút xíu mật ong. Wow. Nãy giờ là không có dùng đường nhiều ha, toàn là mật ong thôi. Cho nó ngọt tự nhiên. Và đây là dầu hào. Dầu hào. Khoảng 2 muỗng dầu hào. Nhét dùm Phương cái đâu? Nhét ở ngoài cho nó sạch chứ không phải nhét ở trong ra nữa. Rồi được chưa? Sau đó mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lại, mình sẽ thêm một chút xíu nước cho nó sẽ không có bị cạn khô. Wow, hay quá. Và quậy nhẹ nhẹ đến khi nó đều trở thành một cái nước sốt. Chúng ta sẽ sử dụng chung với lại miếng ức gà này. Đây. Miếng ức gà này mình đã ướp gì chưa? Miếng ức gà này thì mình sẽ chút xíu mình sẽ làm áp chảo, thì mình sẽ để một chút xíu dầu thôi lên cái chảo thứ hai. Cho Phương một miếng khăn giấy. Ở trước mặt á hả cô giáo? Rồi xong mình sẽ để cho chảo nóng lên. Sau đó mình sẽ chút xíu dầu vào và mình bỏ trực tiếp cái miếng ức gà này vô luôn cho nó thối lên thật là nhiều, đóng nắp lại để tự chín bên trong. Quậy đều đi. Ủa, còn cắt cái gì vậy? Mình sẽ cắt cái hoa rau củ mình đã luộc hồi nãy đây. Cắt trang trí cho nó đẹp thôi. Rồi lau dùng khương cái tấm thớt cho sạch nha. Đó, rớt cái dao vô trên cái chân. Kéo đâm đầu. Rồi hay á, lau xong sạch bên kia. Đó là một cái năng khiếu mới. Rồi mình sẽ cắt, mình cắt xéo đi ha, để mình đặt lên cho nó đẹp nha. Nhìn em như tiên nè anh Lâm. Đừng múa, chị Bu hay bay lắm. Câu hỏi là chị làm tiên, làm mình thần à. Quá khói rồi. Trong một cái bếp thì khách có thể bay, chứ mọi người làm bếp đừng có bay nha. Cầm dao cầm kéo mà bay là cái tay cây dao vô tay đó. Rồi chị Bu, bây giờ mình có gì mình rảnh gì làm đúng không? Mình múa không? Bây giờ chị chở con gà giùm em đi. Cái mặt quá. Thôi bây giờ sắp ra cái dĩa giùm em đi. Rồi đúng rồi, đây bây rồi. Bây giờ em cắt rau củ rồi. Rồi bây giờ con gà này nướng xong rồi đúng không? Đi cho nó kẹo kẹo lên xíu nữa. Rồi thơm quá. Bây giờ lấy cái dĩa giùm em đi, mình bài cái trí lên. Chờ chị. Bài trí lên cho cái cải nó đẹp. Rồi bây giờ con gà chín rồi, đem đi vô trong sắp đặt lại nha. Ok. Bưng con gà vô trong đi rồi mình bài trí lại cho nó đẹp. Rồi bây giờ xong rồi đó, xong cái nước sốt rồi, bây giờ mình làm tới cái áp chảo. Áp chảo. Đây. Rồi. Gì vậy? Cái dĩa. Chị xứng cái dĩa ra, em hết hồn từ cái gì á. Bỏ cái dĩa lên giùm em đi. Ủa con gà đâu?
bây giờ mình làm tới cái món này rồi. Đúng rồi, gà đây ở trong rồi. Kia nướng rồi. Đó. Cái gì hả? Còn chén dầu đâu? Chờ chị. Trời ơi, sao hở cái mất tiêu rồi vậy? Đem ra đây, để chả thật là nóng hay bỏ dầu vô nha, đừng có vội, đừng có nôn. Đừng có nôn. Đừng có nôn. Dục tóc đi. Bất đạm. Bây giờ biết ủa tự nhiên lúc này đố thơ gì vậy? Bây giờ không để dầu mà cái chảo nóng mà bỏ dầu vô là nó sẽ rất là lâu, cái dầu nó sẽ lên lên. Bây giờ để cái chảo thật là nóng nha. Đây. Dầu mà chị chạy cho người em một cái làm tắm dầu luôn đó. Chị gấp mà. Rồi nè, đổ một cái xà ra vô. Đúng rồi. Để cho dầu nóng mà bốc khói luôn nha. Bốc khói luôn. Rồi sao nữa? Gán đều lên, cho em một cái đồ gấp. Chờ chị. Nè, đồ gấp nè, đồ gấp nè. Gán, gán. Gán quá. Chị lanh lợi quá, chị lanh lợi quá. Em bảo mày làm cho chị. Hay ha. Ở dưới quê có cha mẹ sai có chạy dữ vậy không? Không. Rồi đó. Kêu mấy lần mới đi không? Đánh không đi giờ em đứng hả? Ở dưới quê là bán vé số đó, hay không? Quy một ngày là chơi không? Đợi là 4 giờ rưỡi gần đứng gần khóc. Đúng gần gần tới đứng giờ đó. Bắt đầu chạy vòng vòng xin ta là nó. Không nhầm, biết ngã tư khóc đưa cầm cái số ra. Trời ơi, mà cầm số của nó khóc. Nằm giả thấp. Con lỡ con ngồi đến 4 giờ chiều không ai mua. Mua giùm con đi. Không chịu con ăn hết. Trời ơi, ác mồm ác mỉ mấy số dưới quê kìa. Chị đó. Ủa là chị luôn hả? Dưới quê tao làm ăn lắm. Dưới quê kiếm được ở Sài Gòn bán nữa rồi kìa, chứ không ai như chị đâu. Bây giờ em thấy chị xông xáo không? Trời ơi, nè nè. Từ từ không có vội, để nóng. Đảo đều đi, nóng chưa? Nóng rồi. Nóng rồi, nóng. Để xuống đi. Đúng bốc tay vô. Bốc khói chưa? Bốc thật là nóng luôn nha, tại cái này là phải cần rất nóng, bốc khói càng tốt. Để chi? Để trái tim à, cái này trái tim à. Không, cái miếng ức gà mà rất là ngộ, hồi nãy đeo bao tay để cho nó không có dơ tay, xong rồi tháo bao tay ra cầm cái cây kẹp. Nè thầy ơi, thầy nói quá nhiều đúng không trời. Đây. Để thật là nóng rồi. Được rồi. Nhẹ thôi, bỏ nhẹ vô thôi. Bỏ nhẹ vô. Rồi. Không có bốc khói hết chưa? Bốc khói đó. Khói rồi. Không có khói lắm, phải thật là nóng. Rồi lấy ra, lấy ra. Rồi lấy ra, lấy ra. Không, lấy một cái là cái tay chị chính. Sao cô giáo khó quá vậy? Để cho nó thật là khói lên. Khói lên nghi ngút. Đúng rồi, nó thật là nóng. Mình để một cái xe, một cái nó chín cái lớp bên ngoài, đóng nắp lại. Cái nhiệt độ nó nóng á, nó sẽ làm chín cái thịt bên trong con gà. Wow. Nói là sao muốn làm đùi gà, làm ức gà vậy? Nó gà ngon hơn. Bậy đùi gà ngon chứ. Thích ăn đùi lắm bởi bự con. Ăn ức đi cho nó healthy, cho nó ngon mà nó giảm cân. Người ta đã ăn cái này rồi, cứ ăn đùi. Người ta đã ăn cái này rồi, cứ ăn đùi. Ủa sao? Kỳ không? Mình không bắt dạo cái cánh. Nữa ăn nghĩ ra những cái ngặt nghèo, ăn cánh ăn hao lắm. Ăn một cái ức thôi ăn một miếng ngưng. Nhà hàng Tây người ta ăn có một miếng ức thôi, ai mà cầm cái cánh cạp, ăn cầm cái đùi xé, đúng không? Cánh thì ngon. Cánh thì về miền Tây ăn, cái này nhà hàng Tây nha. Rồi mình sắp, có con gái khéo tay sắp ra cái hình bông hoa trái tim coi. Không có hốt như vậy. Trái cây người ta Tây lắm. Sắp cà rốt, cải thìa ra cải thìa. Ăn á là phải gọi là thẩm mỹ đó nha. Nhìn ngon miệng, mắt ra mới ăn ngon miệng đó. Quay qua chở một cái, trời ơi. Đó. Đó. Trời ơi, tính nói gì đó. Nè. Thơm quá. Thơm ha. Thơm, rất là thơm luôn. Khi mà nó đủ nóng á, để vô chín liền nó ngon hơn mình để lâu vậy, giống như chiên gà. Vậy là tất cả này mình bỏ cái sốt đó. Mình có cắt ra hay không? Thơm quá. Không có đổ dầu luôn nha, mình chỉ vớt cái miếng gà ra xong để dĩa xong mình sẽ cắt sai mỏng ra mình ăn cái miệng cái size mình bao nhiêu. Ví dụ size chị cái môi chín chiếm, mình cắt size XS giùm em. Hai đứa em thì size 3XL. 3XL cho em cái size thật là bự. Cắt bỏ vô rồi mình rế cái nước sốt này lên trên mặt. Ăn rất là ngon. Rế là rưới á hả? Rưới á, đúng rồi rưới á. Ê, thấy dầu bắn lên hấp dẫn nha. Quá ghê, ngon chưa, quá. Ngon chưa, ngon chưa. Ngon, ngon, ngon. Rồi, rồi. Thơm quá. Bắn ghê chưa? Không có khác. Dầu nhiều. Khét là đen đó, đang đen vẫn bị đen là khét đó. Mở ra, mở ra. Hay quá cô giáo ơi. Chưa khét, chưa khét. Rồi. Sao chạy hết trơn vậy? Ăn có chạy ra da không mà sao mà đấu hồi ăn có chạy ra dữ vậy? Khùng quá, ăn chạy vô, dầu chạy ra. Hay ghê. Châm ngôn sống mà. Cái này mình sẽ áp chảo ở nhiệt độ cao nha. Đừng có riu riu nó qua hầm. Đúng rồi, nó chiên nữa, nó cứng luôn. Cái này vừa chín ở bên ngoài nha. Bên cái, trong cũng còn mềm, cái thịt nó sẽ ngọt mềm. Nó giữ được nước của đúng ở rồi. Trong cái gà. Không, mà dạo nước là con gà có nước đó. Đúng lâu quá. Ý là cái độ mềm á. Đúng rồi, mềm. Dạo này Khương thấy body thấy đẹp đó. Có bí quyết gì ăn uống mà gọi là gọn gàng hay không? Là bớt ăn đùi và cánh lại. Mình ăn ức nhiều hơn. Ăn cái gì cũng phải có ăn rau. Đừng có ăn double cái loại lượng mà là thịt nhiều calo. Calo nhiều quá.
gọi là cái gì, nạm á, đạm hả? Đạm. Đạm vô người mình nhiều quá. Nhiều quá. Mình ăn ít thôi, ăn tráng miệng thôi. Nhưng mà đạm nhiều, đạm nhiều nó bổ cơ, nó sẽ lên cơ á. Lên cơ không? Cơ. Không, cơ thể mình không có cơ, mình không có vận động nhiều, mình đi quay và mình đi ngủ không à. Ủa vậy hả? Cho nên mình phải ăn ít thôi. Rồi nhớ nha, có ăn gạo lứt đi. Tốt sức khỏe. Tốt sức khỏe, tốt tim mạch, nó ít đường nữa, mà giảm cân nó hiệu quả nữa. Khác cô khác. Hay khác lắm, nôn lắm. Dở lên khác cười. Tôi đã sắp xếp gà nướng xong rồi đây. Chua luôn. Đó. Wow. Wow. Wow, thấy chưa? Con gà nướng hồi nãy cắt ra nhìn ngon ghê không? Quá trời. Ồ, gà nướng lại cái nó teo lại ha. Mà để cái lá vô đúng không? Con gà 4kg mà nướng ra thành 5 lạng ha. Hay không? Nó rút lại, nó khô lại. Đúng rồi, gà nướng mà. Ngon chưa? Còn cái đó xong chưa cô? Chưa, cái này chút xíu nữa là nó sẽ chín. Trời, trời muốn chờ quá, sao muốn chờ quá. Sao học trò tự nhiên chân ra còn gom nó hết trơn rồi. Người Tây người ta chân gọn lắm. Ok, đâu rồi? Rồi thì thôi. Rồi giảm lửa nha. Hả? Không. Mình tại vì mình một cái miếng gà to mình chân như vậy nó đơn điệu. Rồi cái đồ gấp phải là ba cây chụm lại nên hồng nó cao. Cái tay chỉ cầm cái đồ gấp. Ủa? Cái tay nào của chị? Cái tay nào của chị? Không phải chị mà là anh. Sao mà cứ kêu bác sĩ bằng chị quá. Không phải, nhìn cái hướng nó tưởng chị cầm. Đó. Rồi cắt. Còn cái này. Cái ta phải mình đồng da sắt mà cầm cái cục gà bằng cái tay. Rồi. Bây giờ mình sẽ định cắt làm đôi trái tim ra. Rồi. Xong, mình dịnh một cái miếng gà. Cắt lật qua, lật qua, lật qua, lật qua, lật qua, lật qua rồi. Ngay cái mặt này mình sẽ cắt vừa với cái size miệng của mình. Đây. Đó. Ngon chưa? Wow, ngon quá, nó áp chảo phần trái trái nha. Nó dày quá không? Cái này ăn phải. Nè bây giờ nè, đó. Nó sẽ chín bên ngoài mà bên trong nó chín vừa. Nó đúng. Sẽ không có bị gọi là bị khô quá. Khô. Rồi, có nghĩa là rồi gắp medium, bỏ medium. Vô. Một miếng thôi. Đó. Ở bên Tây người ta ăn một miếng thôi. Chưng cho đẹp. Wow, hấp dẫn quá. Ngon ha. Sài Gòn cổ tiên năm 2. Thôi chị đừng hát chị. Rồi chế. Khó quá. Chế. Rử lên. Trời ơi, ngon quá. Ngon chưa? Chị thấy ngon chưa? Chị đúng của ta chị vô chi. Tuyệt vời. Đừng có tưới lên bông hoa chị. Rồi, để thêm hai cái bông hoa lên nữa. Rồi. Ok. Rồi, chào tay chúng ta. Hay quá. Vậy là hôm nay nhờ hai con gà của Duy Khương cũng như là những món nguyên liệu từ Dương Lâm và Buka, chúng ta đã có hai thành phẩm rất là tuyệt vời ở đây ạ. Trời ơi, sao mà hôm trước là em được mọi người nhớ ta là chị bún bò, bây giờ tự nhiên có Duyên với gà nha. Bán chân gà rồi nấu những món gì gà không? Vậy là giờ là gọi là cương gà. Cương gà. Không, đừng nghe cương gà nghe kỳ. Cương gà, nghe nó gà hả? Nghe nó gà giống như kiểu mà cái nghề á. Cái nghề mà đi bắt gà vậy á, kỳ lắm. Không, nghe gà hả? Kiểu cùi bắp á. Đừng. Rồi em nè, hai món mới nha, hai món thành phẩm nha. Thì bây giờ mọi người xem á, chương trình đó mọi người có gọi là nếu mà thích hai món này có thể tự chế biến ở nhà. Đúng rồi. Ăn được món Tây Bắc luôn. Nói chung là từ đó giờ những món như thế này rất là quen thuộc đúng không? Đúng. Nhưng mà mình kết hợp với những cái nguyên liệu đến từ Tây Bắc, ví dụ như là hạt bắc khén nè, rồi hạt dổi nữa. Và đây là cái món là rất là lạ để đúng mà tiếp đãi những người bạn thân yêu cũng như là gia đình của chúng ta. Đúng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều bởi vì hôm nay đã đến với chương trình Bí Kíp Vàng và đến với nhà Si để nấu cho Si những món ăn rất là ngon như thế này. Và mọi người ơi, chương trình Bí Kíp Vàng đến đây là kết thúc rồi. Mọi người đừng quên, chương trình Bí Kíp Vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.